Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh chị và các bạn trên kênh của Ba Mày Cô. Thì hiện tại Ba Mày Cô đang có mặt ở đây là đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Mời bà con của bác cùng với Ba Mày Cô đi dạo. Ân tình. Ồ, cuốn sách Ân tình của thầy Pháp Nguyễn nè. Thầy Pháp Nguyễn là hay đi sao? Được sách không thuốc lá. Dừa của quỷ, dừa của hạt. Đây là quán cà phê đúng không? Quay phim. Bà con quá ha. Các bác thấy không? Tất cả cái gì rồi cũng phải hướng dẫn dạy các em, chứ làm sao mà con nít nó biết được. Cho nên những cái gì mà các bác xem trên truyền hình đó là đều có kịch bản hết nha bà con, không phải là tự nhiên đâu nha. Mấy bạn mặc áo xanh đó coi. Có bạn mặc áo cam đó kìa, hình như đang cuộc đua, đang đi thi cái gì đó giữa ba đội. Các em mặc áo khăn vàng. Trường Phong Phú, Phong Phú này chắc bên quận 8 á. Trung học cơ sở là từ lớp 6 đến lớp 9. Các em được tham quan hôm nay là hôm nay thứ 6 trong giờ học nè, giờ là tiết ngoại khóa nè. Các em được đi đường sách chơi nè. Quay phim nữa các bạn ơi. Hay quá ha. Trời, con nít bây giờ nó giỏi quá bà con. Nó nói tiếng Anh với người nước ngoài như là tự nhiên. Rất là tự nhiên. Vậy là mấy đứa này chắc nó học cái trường nào mà mình không biết, mà đang tham gia một cái game show. Đây là vẽ. Vẽ cái gì đây? Tất cả mọi người đều đang nhìn hướng về hướng này. Đây là vẽ cái cảnh này. Xây nơi vẽ.
Con đường này các cô chú anh chị và các bạn nào mà đã từng học, không các bạn được, hai các cô chú thôi, học ở trường La Santa Bay chắc sẽ biết cái con đường này. Nơi con đường này là xin thưa bà con cô bác là nó nhiều quán ăn lắm, nó giống như một cái phố ẩm thực vậy đó. Ba mày còn lấy mấy bịch nghệ ra rồi, giờ mình đi vô trong đây để mình gửi nha bà con. Đây là nhà thờ Đức Bà nè. Rất nhiều người ra đây chụp hình rồi. Phiêu rồi. Cái máu dài trắng này đang phiêu rồi. Cái cảm giác phiêu rồi bà con đó ha. Giờ mình vô đây mình gửi hàng đó. Nhà bưu điện này là năm 1960 rồi, người ta gọi là sở dây thép Sài Gòn. Cái người đã thiết kế tháp Eiffel của Pháp đó bà. Eiffel. Tượng nữ thần tự do luôn, ghê ha. Ghê thiệt. Tem con cò. À, bà con có bác đọc, bấm dừng lại đọc nha bà con. Giờ vô đây với ba mấy cô gửi hàng trước rồi rác nữa mình đi quay phim sau nha bà con. Chị ơi, em muốn gửi hàng qua Mỹ hay sao vậy? Dạ, trời cảm ơn. Anh ơi, xin lỗi, em muốn đóng hàng để gửi qua Mỹ. Mấy cái tinh bột nghệ. Sao ấy chung rồi sao lưng anh này anh mua đó, hả? Dạ mua nhà thuốc á.
anh. Dạ. Cái này nó đi khoảng 4 tới 5 tuần tới. Dạ, sao không? Cái giá của nó là khoảng 2.3 triệu. Dạ được. À 2.3 triệu. Nhưng mà có một cái dịch vụ này anh thêm 500 ngàn nữa là 2.8 triệu, nó đem tới nhà cho mình luôn. Đi khoảng 7-8 ngày là tới. Anh muốn làm sao? Đem tới nhà, còn cái này là nó không đem tới nhà. Cái này á, cái này là ở bưu điện nó là 50-50%, có thể nó đem tới nhà 50%. Nếu hải quan bên Mỹ á, người ta cần người nhận thì người nhận phải đi ra cung cấp những cái giấy tờ ra bưu điện đó, phải không? Đúng rồi. Rồi chắc 2.3 triệu thôi. Là 2.3 triệu là gửi khoảng 4-5 tuần nữa nha. Dạ, cũng được. Tại cũng không cần gấp lắm. Gửi giúp em nha. Dạ. Cái thùng này khỏi đem qua bển. Dạ. Dạ, cảm ơn. Rồi, xin thưa bà con quá, tổng cộng là 2.7 kg. À, 2.7 kg là hết 100 đô la nha bà con. 2.3 triệu mấy chục ngàn á. Trời. Đây. Rồi giờ đem qua quay số mấy? Số 2. Giờ chắc ba mày còn phải chuyển khoản rồi. À. Anh đem không đủ tiền anh chuyển khoản được không em? Em coi có bao nhiêu tiền em sẽ muốn thử tiền á, có đem cà thẻ. Hoặc là có cà thẻ không? Anh cà luôn không được. Có cái gì ai chuyển khoản không? Anh chuyển khoản cũng được. Dạ dạ. Câu tờ này thôi em. Rồi, rồi cảm ơn em. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.